Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của bên em. Trong video ngày hôm nay, bên em sẽ nên giới thiệu cho các anh chị và các bạn một mẫu sản phẩm camera an ninh giám sát thông minh chuyên lắp đặt những nơi không mạng, không điện, không wifi các anh chị nhé. Chính là cái mẫu sản phẩm camera năng lượng mặt trời hai đầu hai mắt ngoài trời ở đây các anh chị nhé, sử dụng sim 4G các anh chị ạ. Đấy, sản phẩm này các anh chị mua về sử dụng rất là đơn giản, dễ dàng, chỉ việc lắp vào đây một cái sim đăng ký mạng 4G tốc độ cao. Đấy, thì các anh chị có thể là kết nối camera với điện thoại để sử dụng, để xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa các anh chị nhé. Còn cái nguồn điện để cung cấp cho cái camera này thì các anh chị thì thấy này, đây là cái dòng sản phẩm năng lượng mặt trời các anh chị nhá. Đấy, hiện nay thì bên em đang có hai cái mẫu sản phẩm để các anh chị có thể lựa chọn. Một mẫu sản phẩm là năng lượng mặt trời là một tấm pin các anh chị nhá. Ở đây nó sẽ được tặng kèm một tấm pin, thì với cái sản phẩm một tấm pin này thì các anh chị có thể một ngày nắng có thể sử dụng được liên tục trong 7 ngày mưa tiếp theo các anh chị nhá. Đấy, còn ở đây nó còn cái mẫu sản phẩm hai tấm pin ở đây các anh chị này. Đấy, các anh chị thấy không? Ở đây nó có hai tấm pin kết nối với nhau như này. Đấy, các anh chị nào muốn mua với thời lượng pin lâu hơn thì lựa chọn mẫu hai tấm pin này. Đấy, thì một ngày nắng có thể sử dụng liên tục trong 15 ngày tiếp theo các chị nhá. Đấy, nó chỉ khác nhau về cái tấm pin. Đấy, cái thời lượng pin để các chị sử dụng thôi các chị nhá. Đấy, thì các chị sẽ tham khảo cân đối tùy phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình như thế nào, thì các chị có thể lựa chọn cái loại một tấm pin hoặc hai tấm pin các chị nhá. Đấy, còn cái camera này cũng như các chức năng công dụng của nó thì hoàn toàn như nhau các chị nhá. Đấy, thì đây là cái dòng camera hai đầu hai mắt ngoài trời thông minh. Đấy, cho nên các chị sẽ xem được hai khung hình, một khung hình của mắt cam cố định ở đây và một khung hình ở dưới đây các chị nhá. Đấy, và đầy đủ tất cả các chức năng như là cảnh báo chuyển động này, bám theo chuyển động, đàm thoại hai chiều trực tiếp, quay video ban đêm có màu sắc như ban ngày các chị nhá. Đây, các bác thấy này, đấy, kiểu dáng kích thước của nó rất là gọn nhẹ tiện lợi này. Đấy, camera này được thiết kế lắp đặt ngoài trời, chống mưa chống nước 100% cho các anh chị này. Mắt cam ở trên đây cố định các chị nhá, còn mắt cam ở dưới đây có thể xoay được 360 độ này. Đấy, bám theo chuyển động, người đi đến đâu thì cái mắt cam này xoay theo đến đấy các chị nhá. Đây, nhờ cái mắt cảm biến ở đây các chị này. Đấy, còn các cái đèn hồng ngoại này, đèn led này để hỗ trợ thiết bị của mình quay video ban đêm có màu các chị nhá. Đấy, còn ở dưới đây chính là cái nơi để lắp thẻ nhớ các chị này. Đấy, lắp thẻ nhớ cũng như lắp sim các chị nhá. Đấy, mình sẽ mở ra ở đây, nó sẽ có hai cổng, cổng nhỏ các chị sẽ lắp sim, cổng to các chị sẽ lắp thẻ nhớ. Đấy, còn đây là cái nút reset camera anh chị nhá. Đấy, thì đối với sản phẩm này bên em sẽ không tặng kèm sim, các anh chị mua về thì sẽ chuẩn bị sim ở nhà các chị lắp vào các chị nhá. Đấy, sim nào cũng được, miễn là đăng ký mạng 4G tốc độ cao. Đấy, còn bên em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái thẻ nhớ 128GB như này để các anh chị lưu các video các chị nhá. Đấy, còn đây là cái phần chân đế của cái camera. Đây, đây cũng chính là cái phần tích điện của cái camera này để sử dụng các anh chị nhá. Đấy, còn tiếp theo ở đây cái chị này, ở đây nó sẽ có một cái gioăng cao su như này. Đây anh chị sẽ thấy này. Đấy, ở đây nó sẽ có cái cổng, chính là cái cổng kết nối nguồn điện anh chị nhá. Mình sẽ kết nối dây sạc của cái tấm pin năng lượng mặt trời vào đây. Đấy, còn ở đây nó có nút công tắc nguồn này, anh chị thấy không? On off nhá, khởi động nguồn là on và tắt nguồn đi sẽ là off các anh chị ạ. Đấy, rất là đơn giản các anh chị ạ. Sản phẩm này các anh chị chỉ cần tải cho một cái ứng dụng có tên V380 Pro về, sau đó các chị quét mã QR này vào thì ngay lập tức nó sẽ kết nối camera với điện thoại cho các anh chị sử dụng các anh chị nhá. Đấy, nó hoàn toàn tự động và bằng tiếng Việt hết các anh chị ạ. Ngay bây giờ thì em sẽ mời các anh chị khám phá các chức năng công dụng cũng như cách thức sử dụng sản phẩm này các anh chị nhá. Bởi vì hai cái camera này nó chỉ khác nhau về tấm pin thôi. Đấy, và ở đây thì em sẽ test cho các anh chị xem trên cái mẫu sản phẩm là tấm camera năng lượng mặt trời có một tấm pin các anh chị nhá. Anh chị ơi, ngay sau đây thì em sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức cài đặt và kết nối cái camera năng lượng mặt trời sử dụng sim 4G này với điện thoại để các anh chị sử dụng các anh chị nhá. Với mẫu sản phẩm này thì kết nối cài đặt cực kỳ đơn giản các anh chị ạ. Thì ở đây là cái chiếc camera này, em đã kết nối sẵn cái nguồn điện từ cái tấm pin năng lượng này với chiếc camera rồi và khởi động sẵn nguồn cũng như là lắp sim và lắp sẵn thẻ nhớ cho các anh chị rồi nhá. Thì bây giờ với cái sản phẩm này các anh chị chỉ cần tải giúp em một cái phần mềm ứng dụng về. Đấy, phần mềm V380 Pro các anh chị nhá. Đấy, phần mềm ứng dụng này thì hoàn toàn miễn phí này các chị này. Anh chị tải giúp em đúng cái phần mềm này về, và khi tải phần mềm này về thì các chị chỉ cần thực hiện đúng một cái thao tác, tức là quét mã QR của cái sản phẩm này vào là có thể là kết nối cài đặt cái camera này trên điện thoại để các anh chị xem nhá. Thì với mỗi một cái sản phẩm này anh chị sẽ thấy này, đấy, cái mã QR của cái sản phẩm này nó nằm ở đây các chị nhá. Chỉ cần quét đúng cái mã này vào thì ngay lập tức cái camera và điện thoại sẽ kết nối cho các chị này. Đây, em sẽ vào phần mềm ứng dụng đây nhá, V380 Pro. Các anh chị vào phần mềm thì cái giao diện nó ở đây, thì anh chị chỉ cần ấn cho em cái dòng chữ, cái dấu cộng này, thêm thiết bị nhá. Đấy, chị ấn vào đây thì ngay lập tức nó sẽ yêu cầu các anh chị là quét mã QR. Thì các chị sẽ quét mã QR đây anh chị này. Thấy không? Đấy, ngay lập tức nó đã quét xong cho anh chị này, và bắt đầu nó sẽ thêm thiết bị cho anh chị, ấn vào dòng chữ thêm thiết bị. Đấy, rất là đơn giản các anh chị ạ. Với sản phẩm này thì bất cứ cái ai cũng có thể là sử dụng được, từ trẻ em cho đến người già nhá, từ những cái bác mà công nghệ thông tin chưa biết gì thì các anh chị cũng có thể sử dụng được, bởi vì nó hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên là rất dễ sử dụng các anh chị ạ. Đấy, và khi mình quét mã QR xong thì các anh chị sẽ ấn vào đây để
điền tên. Đấy, điền tên, lập tên cho cái camera này. Thì các anh chị mua về sử dụng lắp đặt ở đâu thì các anh chị sẽ ấn vào đấy để các anh chị lắp. Đấy, cài đặt tên các anh chị nhá. Đấy, vào đây thì mình sẽ ấn lưu thẻ, lưu cái mã QR. Đấy, sau đấy thì mình chỉ cần kết nối, ấn vào đây là có thể là xem được các anh chị ạ. Đấy, còn cài đặt mật khẩu thì anh chị ấn vào đây để đăng nhập mật khẩu của mình. Đấy, mật khẩu thì tức là cái mật khẩu của cái tài khoản Gmail đây các anh chị nhá. Đấy, đây này. Đấy, dòng dưới các anh chị cũng ấn tương tự như vậy nhé. Đấy, sau đấy mình ấn OK là được các anh chị ạ. Đấy, chị thấy không? Đấy, ngay lập tức đã kết nối này, camera với điện thoại đây các anh chị nhá. Đây là chất lượng hình ảnh trên chiếc camera các anh chị này. Đấy, và khi các anh chị xem sử dụng thì cái mẫu sản phẩm này là độ phân giải hình ảnh của nó sắc nét là full HD cho các anh chị này. Ấn vào đây để tăng độ phân giải hình ảnh cũng như là trên phần mềm ứng dụng này thì anh chị sẽ thấy này. Đấy, hiển thị đầy đủ nhá, có thể là dừng tắt camera ngay trực tiếp ở trên phần mềm này. Đấy, bật tiếp này. Đấy, và bật loa, bật mic lên các anh chị nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi các anh chị ạ. Đấy, và các anh chị sẽ thấy cái biểu tượng cái hình tròn ở trên đây ạ. Tức là cái điều chỉnh mắt cam thì các anh chị sẽ xoay cho em này, có thể là sang trái sang phải, lên trên xuống dưới đều được các anh chị này. Đấy, xoay sang trái này, anh chị thấy cái mắt cam này. Đấy, hình ảnh ở trong cái video nhé, anh chị thấy không? Đấy, em đang ấn này, thấy không, hình ảnh nó đang đi này, đang quét này các anh chị này. Đấy, và quay ngược lại này, đấy nhá, chị ấn vào đây, đấy, quay ngược lại. Đấy, cái chức năng PTZ đây các chị nhá, rất là thông minh này, điều chỉnh cái camera đấy hướng theo những cái nơi mà các anh chị muốn theo dõi giám sát này, lên trên xuống dưới đầy đủ hết nhá. Đấy, lên trên xuống dưới này, đấy, đầy đủ hết ở đây cho các anh chị này. Đấy, và ngoài ra thì còi đèn hú cảnh báo báo động thì anh chị ấn vào đây này. Đấy, cái chức năng chuông báo đây này. Đấy, ngay lập tức anh chị ấn vào đây thì nó sẽ phát âm thanh cảnh báo cho các anh chị nhá. Đấy, phát ra âm thanh để các anh chị cảnh báo này. Đấy này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, chị theo ạ. Đấy, tắt bật cho các anh chị nhá. Đấy là chức năng còi đèn hú đấy ạ. Đấy, khi phát hiện những cái người mà xâm nhập có những ý đồ xấu thì anh chị bật cái chức năng này lên. Đấy, để cảnh báo rằng là cái người này đến đây đã bị theo dõi giám sát. Đấy, và anh chị có thể là chụp ảnh cũng như quay phim trực tiếp ở trên cái chiếc điện thoại đây các chị này. Đấy, trên phần mềm cho các anh chị nhá. Đấy, chụp ảnh này. Đấy, quay phim. Ở đây thì hiển thị đầy đủ hết ở đây cho các anh chị này. Và đặc biệt là anh chị có thể là đàm thoại hai chiều, thông tin hai chiều nhá. Ở đây anh chị ấn vào đây để nói này. Đấy, ấn vào đây thì anh chị có thể nói với lại cái người đấy đang ở cái chỗ camera kia các anh chị nhá. Đây này. Alo. Alo. Alo, alo. Đấy, đàm thoại hai chiều nhá. Đây, ở đây là hai cái chiếc cái camera và cái điện thoại thì nó đang ở gần nhau cho nên là nó bị xung âm, cho nên nó có tiếng vang. Nhưng mà khi các anh chị ở những cái nơi xa mà muốn gọi điện về nói chuyện với người ở camera này thì anh chị nói chuyện hoàn toàn bình thường thì nó nghe rất là to và rõ, đúng không ạ? Đây này. Alo. 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 Đấy, anh chị thấy không? Đấy, đàm thoại hai chiều trực tiếp nhá. Cũng như chị muốn xem lại phát lại thì anh chị ấn vào đây thì ở đây có hai. Và đây thì anh chị có thể là vào xem ở cái dịch vụ là thẻ nhớ, cài đặt và là lưu vào thẻ nhớ hoặc là dịch vụ đám mây thì có hai cách để các anh chị lưu video nhá. Đấy, lưu vào thẻ nhớ hoặc lưu vào dịch vụ đám mây ở đây các chị này. Đấy, ở đây là chưa có cho nên là em sẽ quay trở lại đây cho các anh chị xem. Đấy, các anh chị muốn xem các cái chức năng khác thông minh hơn thì anh chị sẽ ấn vào đây xem này. Đấy nhá, vào cái chữ hơn này thì vào đây anh chị sẽ thấy này, nghịch đảo đảo chiều hình ảnh này. Đấy, đảo chiều lên trên xuống dưới này, ngược lại này. Đấy nhá, đảo ngược lại này anh chị theo. Đấy, rất là đơn giản thôi các anh chị ạ. Đấy, còn một các cái chức năng khác thì anh chị sẽ vào đây khám phá này, điều chỉnh ánh sáng nhá. Đấy, bật tắt này. Đấy, anh chị theo, bật tự động hoặc là tắt đèn, mở đèn thì đầy đủ hết ở đây này. Với sản phẩm này thì nó rất là thông minh các chị ạ. Nó có thể là tự động bật đèn, tắt đèn. Trong điều kiện ánh sáng mờ thì nó sẽ tối thì nó sẽ tự động tắt đèn, sẽ tự động mở đèn cho anh chị để quay video có đầy đủ âm thanh hình ảnh và quay video có cả màu sắc cho anh chị nhá. Đấy, ban đêm mà anh chị bật cái chế độ tự động thì nó sẽ tự động bật đèn để quay video. Đấy, cũng như là theo dõi giám sát cho anh chị đầy đủ màu sắc cho anh chị, giống như anh chị quay các video ở ban ngày các anh chị ạ. Đấy, và ngoài ra thì còn có cái chức năng khác ở đây anh chị thấy này. Theo dõi di động. Đấy, chức năng này rất là ok các anh chị ạ, rất là thông minh các chị nhá. Thì với sản phẩm này chỉ cần phát hiện người. Đây là cái mắt cam đây, nó đã xoay vào đây rồi cho nên là em sẽ chỉnh lại nhá, để cho nó quay ra cái vị trí này, để em sẽ hướng dẫn các anh chị cách thức. Đây. Đấy, để cho nó
chuẩn để cho các anh chị xem nó theo dõi chuyển động như thế nào các anh chị nhá. Em sẽ xoay cái mắt cam ra cái vị trí này bởi vì em đang đứng thẳng đây để quay cho các chị này. Đấy nhá, hướng thẳng người này anh chị này. Đấy, dừng lại ở đây. Đấy, và bắt đầu sẽ mở cái chức năng theo dõi chuyển động. Thế chị chỉ cần bật cái chức năng này lên, đấy, gạt lên nút xanh chị theo. Đấy thì ngay lập tức cái chức năng này đã được kích hoạt nhá. Thì bắt đầu là khi có chuyển động trước cái camera này thì người đi đến đâu thì cái mắt cam nó sẽ bám theo đi đến đấy này các chị theo. Đây nhá, cái mắt cam này chị thấy nhá. Đây. Chị theo. Đấy, nó đang xoay theo em này chị theo. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Đấy nhá. Đấy, xoay ngược lại này. Đấy, em quay gần cho anh chị nhá, bởi vì em đang đứng ở cái khoảng cách gần cho nên là anh chị nhìn thì nó không rõ, nhưng mà ở xa thì anh chị nhìn rất là rõ, nó xoay rất là chuẩn nhá. Người đi đến đâu thì mắt cam xoay theo đến đấy này. Đấy, đấy là chức năng cảnh báo chuyển động các anh chị nhá. Đấy, bám theo chuyển động cho các anh chị. Đấy, mình tắt đi và khám phá thêm các cái chức năng khác. Đây, các anh chị sẽ vào khám phá thêm các cái chức năng khác ở đây. Đây anh chị nhá, hiệu chuẩn PTZ này, ấn vào đây thì các anh chị sẽ thấy này. Với cái chức năng này thì anh chị chỉ cần ấn vào đây thì ngay lập tức cái mắt camera nó sẽ xoay bao quát cho anh chị xem toàn cảnh xung quanh các chị nhá. Đây này anh chị thấy không? Đấy, xoay cho các chị toàn cảnh xung quanh. Đấy, trong trường hợp ví dụ như là bình thường thì các anh chị có phải là dùng tay đúng không ạ? Đấy, rê sang trái sang phải như thế này. Nhưng mà khi các anh chị sử dụng cái chức năng là chuẩn PTZ thì mình chỉ cần ấn vào phát thì ngay lập tức nó sẽ xoay. Đấy, bao quát toàn cảnh xung quanh cho anh chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi và rất là thông minh đúng không ạ? Đấy là chức năng PTZ. Đấy, hiệu chuẩn PTZ cũng như là thiết lập trước này. Đấy, thiết lập ghi hình các anh chị nhá. Đấy, thiết lập ghi hình thì anh chị ấn vào đây thì thiết lập trước 1, thiết lập trước 2 thì đầy đủ hết ở đây để các anh chị sử dụng này. Đấy, phần mềm này thì sử dụng tiếng Việt hoàn toàn cho nên là rất dễ sử dụng các anh chị nhá. Ngoài ra thì các bác muốn cài đặt thêm các cái chức năng hỗ trợ khác thì anh chị sẽ quay về đây. Đấy, ở đây thì anh chị sẽ thấy này. Vào đây anh chị ấn vào đây. Đấy, muốn chia sẻ cho bạn bè người thân thì ấn vào cái dòng chữ chia sẻ ở đây. Và ngoài ra cài đặt các cái chức năng khác thì anh chị ấn vào cái phần cài đặt đây này. Đấy nhá, thông tin thiết bị, tìm hiểu thông tin thiết bị cũng như là mật khẩu của thiết bị thì đầy đủ hết ở đây này. Đấy, thời thiết bị, thời gian kiểm tra các thứ anh chị theo. Đấy, nó hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên là rất dễ sử dụng nhá. Sản phẩm này nói chung là bất cứ ai mua về đều có thể sử dụng được và rất tiện lợi các anh chị nhá. Có thể lắp đặt ở bất cứ những cái nơi nào, không cần nguồn điện, không cần nguồn mạng các anh chị nhá. Người già, trẻ em thì đều lắp đặt sử dụng được cái sản phẩm này. Chỉ gồm hai bước, thứ nhất là tải phần mềm ứng dụng về, sau đó quét mã QR vào là có thể sử dụng được ngay các anh chị nhá. Như vậy em đã hướng dẫn xong cho anh chị cách thức cài đặt và sử dụng cái sản phẩm này các anh chị ạ. Đấy, thì những bác nào mà đang muốn đặt hàng hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em theo số điện thoại tổng đài trên các anh chị nhé.